Xin chào quý vị. Hôm nay thứ hai, 30 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin tức cập nhật về coronavirus và một số tin tức có liên quan đến một số thông báo quan trọng trong công tác giúp nhau trong lúc khốn khó. Trong phần 2 là tin tức chi tiết tang lễ của Thiếu tướng Lê Minh Đảo do Võ Thành Nhân thực hiện với ái nữ của tướng Lê Minh Đảo để mới đầu năm anh kính mời quý vị theo dõi tin tức liên quan đến coronavirus. Chuyên gia y tế dự đoán hàng triệu người Mỹ có thể nhiễm virus vũ hán. Theo tiến sĩ Fauci, là chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Viện Y tế Quốc gia (National Institute of Health) và hiện là thành viên trong tiểu bang đặc nhiệm phòng chống dịch của Tổng thống Trump, đã trả lời phỏng vấn truyền thông vào hôm Chủ nhật rằng Hoa Kỳ có khả năng sẽ có hàng triệu ca nhiễm bệnh và trong số đó có khoảng 100.000 cho tới 200.000 người tử vong. Tuy nhiên, ông Fauci cũng nói rằng dự đoán của ông hoàn toàn có thể sai khi số người nhiễm và chết vì COVID-19 là những chỉ số khó đoán định nó có thể đánh lừa và khiến cho chúng ta mắc phải sai lầm. Theo World The Matters, thì tính tới sáng 30 tháng 3, thế giới có 740.695 người ca nhiễm. Mỹ có 143.249 ca nhiễm virus Vũ Hán. 2.449 người trong đó đã tử vong, 4.573 người hồi phục và 2.970 bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch. Chính phủ Hoa Kỳ cho phép bệnh viện dùng chloroquine. Trong thông cáo vào chiều ngày 29 tháng 3 2020, Bộ Y tế và FDA cho phép các bệnh viện sử dụng chất chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Từ tuần trước thì Tổng thống Trump đã cho tin về giải pháp trị bệnh này cho dù các cuộc thử nghiệm lâm sàng mới bắt đầu được tiến hành tại Mỹ. Thái Lan có 1.524 ca nhiễm virus Vũ Hán, 9 người tử vong. Theo Reuters đưa tin, thì Thái Lan ghi nhận 136 ca nhiễm mới virus corona và 2 ca tử vong mới vào hôm thứ Hai, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.524 và 9 đảo du lịch Phuket, nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan đã phong tỏa một phần vào hôm nay, khi chính quyền sở tại bắt đầu đóng cửa các bãi biển và tất cả các điểm nhập cảnh và xuất cảnh, ngoại trừ du lịch hàng không cho tới cuối tháng 4. Thủ tướng Campuchia ra lệnh đóng cửa sòng bạc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày hôm nay đã ra lệnh đóng cửa tất cả các sòng bạc để ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán. Lệnh có hiệu lực kể từ 23 giờ 59 đêm ngày 1 tháng 4 theo Reuters, tức là 11 giờ 59 đêm thưa quý vị. Bộ Y tế Campuchia báo cáo có 4 trường hợp nhiễm mới virus corona vào hôm thứ hai, đưa tổng ca nhiễm lên 107 trong số các ca nhiễm mới có một người đàn ông 30 tuổi từng làm việc trong một câu lạc bộ karaoke và sòng bạc ở tỉnh Bontea Mitchell là gần biên giới với Thái Lan. Virus Corona, nước Ý, le lói hy vọng hạ nhiệt cơn số. Tại Ý thì các số liệu công bố vào ngày hôm qua 29 tháng 3 2020 vẫn còn rất đáng lo ngại. Từ đầu dịch cho tới nay thì đã có 10.779 người chết và 97.689 ca lây nhiễm. Tuy nhiên, dường như biện pháp phong tỏa cả nước từ 3 tuần nay bắt đầu có dấu hiệu tích cực. Mức tăng số bệnh nhân mới đã rút ngắn dần trong vòng 3 ngày liên tiếp. Theo thông tin viên EFI tại Ý, Eric Senango cho biết thêm chi tiết sau hai ngày đen tối, các số liệu của cơ quan bảo vệ dân sự theo dõi khắp cả nước hằng ngày và đã được công bố cuối buổi chiều cho thấy chút hy vọng. Ngoài số ca tử vong vẫn còn cao với thêm 756 người vào ngày hôm qua, thì biểu đồ lây nhiễm đi xuống chỉ tăng thêm 5.6% vào hôm Chủ nhật so với mức tăng 7.4% của ngày trước đó. Dù sao thì đó cũng là tin mang lại hy vọng ở Ý. Số bệnh nhân phải chăm sóc tích cực chỉ tăng rất ít trong vùng Lombardia, vùng được cho là thước đo cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này. Vào hôm qua thì chỉ có thêm 9 ca phải điều trị tích cực so với hôm trước. Đó cũng là một tín hiệu đáng khích lệ. Hôm qua trên truyền hình thì Giám đốc Bệnh viện Bergamo, đã tỏ vui mừng về số lượng người khỏi bệnh tăng mạnh. Hiện tại, con số này là 13.000 người. Tình hình trong những vùng khác của Ý nhìn chung có xu hướng ổn định. Vẫn có các ca nhiễm mới nhưng dường như dịch bắt đầu được kiềm chế. Tuy vậy, tất cả vẫn còn mong manh. Đỉnh dịch vẫn chưa đạt tới. Tối hôm qua, thì Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza nhấn mạnh giờ chưa phải lúc hạ thấp cảnh giác.